dài này thôi. Mét rưỡi à? Mấy thanh nhỉ? Mỗi một cái cầu này là 4 thanh, 5 thanh đi. Tôi gọi là 5 thanh đi. 5 thanh phi bằng kia là phi bao nhiêu ấy nhỉ? Cầu thanh ấy à, cầu thanh à. Cứ bằng cái giữa gì, cái giữa đấy, bằng cái đấy. 10, 12 nhỉ? 10. Trời, không phải đúng này, các coi nhá. Ừ. Thanh sắt nhá. Phi 12 bé như thanh 10 ấy. Cái đem à? Phi 6 bé quá. Không, phi 6 là đan ngang. Cái ngang để buộc thôi. Ừ, đan ngang. Thế này nhá, bây giờ ra mua hộ em là 10 cái thanh này. Còn cái dài này. 10 thanh này. 10 thanh tức là 5 thanh cầu này, 5 thanh cầu kia đúng không? Còn cái thép 6 là cũng là 10 thanh là đó. Không, thép 6 nó rằng thế này. Năm thanh làm gì đủ làm cầu này? Năm thanh đủ không? Mặt cầu bao nhiêu? Cái mặt cầu rộng bao nhiêu là biết. Mình phải làm 20 phân 1 chứ. Đây, cứ đưa cho 1 triệu thừa thiếu về. Chả biết được, cứ cầm đi xong về ghi vào. Mua ở đâu ghi vào. Nhớ nhá, là bao nhiêu đây xem nào, ghi chuẩn chưa? 14 thanh thép to, dài 1,5. Thép nhỏ, thép 6 là 20 kg. Một bó thép buộc, thép ly ấy. Thép dây thép buộc ấy. Cái này chắc là mua 2. Cái thép đen đen ấy. Thép ly. Cái này 5.000 cân. Mua 2 cân thôi. Thế thôi, thế thôi. 1 cân tí thôi. 1 cân thôi. Đấy, bây giờ là anh em là phân người đi để mua cái thép tua thép về để đổ cái mặt cầu này các bạn ạ. Thực ra là anh em ở đây thì cũng làm theo dân dã thôi, mình làm cầu cho xe máy đi thôi chứ không có xe trọng tải gì, nên là làm theo kinh nghiệm. Mà mình cũng hỏi một số người ta cũng tư vấn rồi về cái mặt cầu này rồi. Cái này cái bay à? Bay. Được vậy nhờ, đéo bằng gỗ à? Ôi, chính là cái này xây đá này hay mà. Đúng rồi, rửa sạch sạch đi nó mới bám được. Đất quá. Nhiều đất đấy. A chữ này. Xe chạy bon không? Xe chạy bon không? Hôm qua đổ xăng chứ đấy. Xăng á? Ừ. Lâu chạy xăng luôn là cho xăng lắc đúng không? Bên này thôi. Bên này thôi. Có xe rồi cũng đi xăng của tao. Quên mất là không được bảo nó đổ xăng về, chỉ nghĩ là nó hết xăng giữa đường thôi. Đây chốt. Xe mới thì sang đồ thì ôi rồi mày. Mày thì mày mang bật lửa mày đốt luôn đi. Sát cái này. Bật lửa à? Đó. Đấy. Yeah. Đấy. Cái này mày bắt. Đúng không? Mua này để không. Được cái loại đấy thì tốt. Ấy da. Khiêng nước. Kinh, à vàng, nhìn rất là phong độ luôn. Đẹp trai nhất vùng. Đẹp trai rồi đấy. Đẹp trai rồi đấy, hoành tráng rồi đấy nhỉ. Chào người đẹp. Hôm nay không uống rượu à? Không có rượu đâu. Không có rượu à? Thì đi mua cho về uống nhá. Hôm nọ đi vác cái gì mẹ vừa đi vừa siêu vẹo, bảo say rượu lắm rồi. Máu thật đấy. Ra đi. Hôm nay có bơi không? Xinh gái thế. Bơi không? Tí bơi nhá. Ui, xinh gái thế. Em gái này ở đâu về phải không? Áo đen kia. Này.
Ở đâu về đây à? Hay là người ở đây? Nặng quá nhỉ? Vác đi. Nhanh. Kiểu hôm nay gặp toàn gái xinh. Trong quán này công nhận đông thật đấy. Đây là cô em gái của khua này. Một, hai, ba, bốn, năm. Ở đây có năm cô em gái xinh đang tắm suối. Vác to thế. Sao anh đi chân đất, không đi chân đất cho nó chắc anh? Sợ nó trượt đấy, dép đi. Đấy đâu ấy? Đưa con đi khám. Từ hôm qua chưa đi. Không có xe. Chị bỏ. Hả? Từ đó với anh đó, nó không cắt thì mấy mấy triệu ấy. Về phải đi phải để ý nhá. Vâng. Phải cái nó hay làm chỗ bản đều ấy, đi phải đi từ từ thôi. Thấy nó thì thôi quay lại, đi đường khác. Đi đi. Bây giờ mới đưa con đi khám. Em rủa đưa con đi khám bệnh các bạn. Đây chúng ta đang đi trên những cái đám ruộng bậc thang người H'mông ở đây này. Xuống đây xem các người đẹp lấy cát ở dưới này. Cũng khá là xa. Cái chỗ làm thì trên kia, cách đây khoảng 40-50 mét. Và lúc nãy mình cũng đã quyết định là gọi một xe cát để chiều nay làm cái đoạn phía bên trên kia mà lấy cát nó khó. Nó xa hơn đoạn cầu dưới này ấy. Nên là chiều nay là bà con không cần phải làm cát nữa. Mà chỉ xây thôi. Đây cảnh đẹp lắm các bạn ạ. Ngồi ở đây mà em ơi, bạn nào mà muốn trải nghiệm nhé, cứ thứ chủ nhật lên với mình. Đi suối chơi, bắt cá, rồi là nướng đồ ngoài này. Các bạn nhìn này, những hòn đá này quá to luôn, bằng đẹp. Cái hòn đá này dã man chưa, ngồi được phải đến mấy mâm. Ở dưới này có cát không anh em? Cái thằng A Pháng kia còn trốn cái gì. Nhưng mà hơi khó lấy à. Mấy người đẹp lúc nãy thấy lấy ở đây đông lắm mà. Chạy đi đâu thế? Chạy đi xem váy ở trên này. À, đi xem váy à? Mua váy. Đấy, đoàn người đang xuống kìa. Anh xin ngụm. Nước, nước. Anh xin ngụm. Ui, vác xa thế. Trên kia hết à? Khiếp, vác đá từ đây lên tận trên kia xa lắm ấy. Đây, xem mọi người lấy cát này các bạn. Úi giời ơi, hôm nay mới gặp em bé này. Chắc đi học ở đâu quá. Phải không? Đang đi học ở đâu đấy? Hả? Xình thế mà ngại à? Úi, cát. Cát thích chưa? Cát sạch đấy. Đấy, cát đẹp đấy. Siêu đẹp luôn đấy. Úi giời, hai cái thằng kia. Phán. Hỏi thăm em gái này tí thế nào. Lấy chồng chưa? Chưa. Chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 15. Mới 15 á? Thế có anh nào ăn hỏi chưa?
đến bắt chưa? Hả? Chưa à? Đang học lớp mấy? 7 á? Ồ, tính gái thế. 15 ở đây là lấy chồng rồi đấy nhỉ? Phải không? Nếu không đi học là lấy chồng rồi phải không? Cười. Xuống bên này xem là mấy thanh niên này. Úi giời ơi. Vàng A Thò kia. Sướng nhỉ. Lộn phát nào, biết lộn không? Ây da, ây da, ây da. Lặn như con rái cá. Sướng thật đấy. Nhìn đến cảnh này tuyệt vời. Mát. Bí rồi. Biển cát ở trong kia à? Nhiều lắm ấy nhờ. Em nghe em cái của Vàng Thị Khua đây các bạn này. Rủa à? À cái tên là gì nhỉ? Hả? Gì gì? Chiên á? Hôm nay gặp toàn người đẹp rồi các bạn ạ. Em gái kia nữa. chẳng trốn à, người trốn à? Trốn à? Trốn à? Đâu lấy gùi đâu, gùi lên đây thế nào? Mấy đứa này mới lớn, nếu mà nó không đi học là đội này lấy chồng rồi đấy. Toàn là 14, 15 tuổi, rất là xinh gái luôn. Mình chỉ cầu mong sau là các cái phong tục mà bắt vợ, lấy vợ sớm này nó dần dần nó mai một đi. Để cho các em này nó có cái sự vui chơi trong các cái độ tuổi thanh xuân nó dài hơn một chút. Không nghĩ nhiều đứa thương, nó mới lớn, nhìn nó còn mới lớn, khi mà nó bế đứa con mà nhìn nó còn chưa lớn, nó như kiểu là nó chưa phát triển hết cái tuổi dậy thì ấy. Mình rất là thương luôn các bạn ạ. Sao cho hẳn vào trong tải vác khiêng thế thì bao giờ? Đội quân hùng mạnh, toàn thanh niên nhỉ. Lực lượng này được đấy, toàn anh đẹp trai, cao to đẹp trai, con gái thì xinh gái. Không, thanh niên ở đây công nhận nhìn xinh trai đẹp gái phết, công nhận. Đá bóng hay nữa. Đào vừa chuyên nghiệp phết đây. Đào vừa chuyên nghiệp phết đây. Phụ suất à? Đi làm nhiều. Thế à? Ở đây có hay đi thanh niên có hay đi ra ngoài làm không? Có. À thế. Không đi làm xong mùa này mới về thôi đúng không? Mùa lúa, mùa nương mới về thôi. Bằng thì chưa có nhưng cứ muốn thì có rồi. Ngày xưa đi bằng cái này à? Cứ đi qua đây hết. Hay nhờ. Mấy chục năm rồi à?
Vua rổi á? À thế à? Lên đây xem cái cầu của ngày xưa người bản địa đã đi này. Mòn hết cả chân cầu này các bạn này. Đấy, cứ như này đi. Cái gỗ rổi các bạn ạ. Chắc thế nhỉ? Cái này gọi là di tích ấy. Đấy, hai cây hai bên nữa là ổn. Kê nhá, kê làm sao mà cho nó bằng nhá. Kê sao nó bằng đấy, chuẩn đấy. Đấy. Coi như là đổ bê sông tông xong là ba cây này coi như là cho nó nằm luôn ở dưới đấy. Ờ. Thế nên là kê làm sao cho nó chắc và đổ bê tông luôn, giữ ba cây này cố định luôn. Cho bằng mặt đến đấy là tao cho. Không thì lăn lăn cái bên kia nó thấp xuống. Rúi rúi cái bên kia cho nó thấp. Đang một lớp sắt lên trên nữa để lát. Ờ cho nó thấp xuống. Thì bên này đỡ phải kê lên. Đấy. 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 Đây là những cây cầu gọi là huyền thoại. May sao con cháu nó vẫn đi cái này, nó vẫn nhìn các ông này đấy. Xem video nó bảo ô cái thời ông này ông làm cái này đấy. May sao ở đường to là nó sẽ đi đường nào, đường này à, trên này à? Nhưng năm nữa chục năm chưa chắc đã có. Ba cây dầm này không phải nói phét, nó chả cần cốt thép, nó vẫn cần cứng ấy. nhưng mà phải cứ phải có, không là nó gãy. Đúng rồi, nó không được gãy đấy. Không có độ dẻo. Không có độ dẻo, đúng rồi. Đâu xem là tay ra, bỏ ra tay xem nào. Ổn rồi đấy, cây giữa lật nó hơi nghiêng về má bên kia một tí. Cái má gỗ ấy. Đấy, rồi. Ok rồi, bây giờ lấy đinh, lấy ván về đóng vào thôi, ghép. Nếu mà muốn chắc nữa thì phải đóng có cây trống ở dưới này nữa. Ba cây trống nữa. Chắc nhưng mà hai cái đầu này này nó có chắc không, nó chịu lực được cái đống bê tông đấy không ấy chứ. Không nhưng mà vẫn phải ấy em ạ, em vẫn phải thiết kế vào đi. Cho nó đỡ, không hàng khối bê tông ở trên này á, nó xệ hai cái đầu này xuống đấy. Xệ hai cái đầu này xuống này. To ra tí nữa. Nâng cao tí. Không, cái ván đấy gì, em đang định tính ván đấy gì. Đấy. Đấy, ghép kín mít vào. Ra tiền đây đi. Thằng nào đi lấy đinh, lấy đinh búa rồi. Đây, lấy đinh rồi, đi được, đi được. Ôi, thằng cứ nào, thằng cứ nào. Hết chưa? Thằng cứ nào, thằng cứ nào. Thằng cứ nào, thằng cứ nào, thằng cứ nào. Thằng cứ nào, thằng cứ nào, thằng cứ nào. Mấy kỹ sư xây dựng trong bản này cũng kinh nghiệm phết nhỉ. Hay đi phụ phải không? Hay đi làm phải không? À, gặp ngay ông kỹ sư cốt pha này ở Hà Nội nữa thì tuyệt vời rồi còn gì nữa. Thật ra những cái này anh cũng không biết đâu, anh toàn hỏi các anh bảo như nào mình làm thế đấy. Này đâu đi hết. Sa lá. Này quản lý móng cái chỗ nào. Không, mất chỗ nào đi hết à? Hai cái mố cầu này xây còn hơn cả lô cốt. Này nhiều đá chưa này, làm thế nào mà nó vượt qua được cái hòn đá kia to kia đẹp nhỉ? Thì xét một lớp đi mà đường mà. À một lớp nữa gì? Là một lớp chứ một lớp này gì? Thế thì chỗ này phải đổ vữa xuống đi. Không đủ đấy. Thế em không đổ ở đấy thì em còn xét đá mà. Biết rồi nhưng nó phải một lớp vữa.
pin sâu là để có nước vào, để đủ nước vào, méo đủ vào. Không, làm thế được. Đổ, đổ đi, đổ đi, đổ đi. Một lớp bê tông, một lớp đá. Ai làm mấy lớp đá xong rồi đổ, mày định đổ nước từ trên xuống á? Cho nó nháo 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 cái gì? Để méo ra, đủ ra thì được mà. Nháo nháo xong rồi đổ, không được, nó không liên kết chặt bằng là lớp nào ra lớp đấy. Hiểu không? Anh hiểu ý em rồi, nhưng mà làm như thế nó không được chắc. Làm như này này nó mới chắc này. À, lớp câu này làm cái bay như thế này thôi. Làm một lớp đá một lớp bê tông thì nó mới chắc. Ừ, nó mới chắc. Làm từ dưới này lên xong là em bảo ơi, cái nước này mình không xử lý được à? Sao để... một tí lấy cái ống ra xong là cho có ống đi. Để nó như này nó hỏng hết đường bê tông này. Vâng. Ok, vậy là buổi sáng hôm nay thì bà con đã làm được hai cái mố cầu và đóng được cái cốt pha để chiều nó ghép các bạn. Khá là vất vả với cái vật liệu ở đây. Tinh thần của bà con thì rất là tuyệt vời rồi. Và bây giờ là tất cả mọi người là về nghỉ ngơi để chiều nay lại tiếp tục công việc. Rất là nóng thế này, chắc là mọi người đang ra ngoài kia tắm ấy. Ra xem có ai tắm đông không. Mình muốn tắm lắm. Tắm đi, tắm đi. Ui dồi ôi, đông chưa. Đông như bãi biển luôn. Nước trong veo. Ui dồi ôi, đông.